Vâng, chào mừng bà con đến với tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Trước mắt bà con đó là sản phẩm máy cắt mỏ gà tự động nhá. Hàng có mã số là 9DQX4 này. Hàng được nhập khẩu trực tiếp nhá. Máy thì sẽ sơ cua đi 2 dao cắt này và 1 dao theo máy ạ. Có 3 lỗ cắt ạ, tùy theo độ tuổi của gà nhá. Máy có điều chỉnh nhanh chậm này, công tắc nguồn này. Số có 6 số nhá, tăng giảm. Trọng lượng của máy là 6,5 kg. Vâng, chiều dài là 30, chiều cao là 15, chiều ngang là 15 ạ. Có tay xách nhá. Đấy, hàng thì có quạt gió này, có cầu chì đằng sau nhá. Máy được bảo hành 6 tháng tại tổng kho bên em. Bà con có nhu cầu liên hệ qua số 0973143996 để được tư vấn nhé. Bên em ship mọi miền tổ quốc ạ. Rất mong được sự ủng hộ của quý anh chị và bà con ạ. Xin chào.